Xin mời. Xin chào mẹ chồng nàng dâu. Dạ chào cô. Mời cô ngồi. Dạ chào chị ạ. Mời em ngồi. Chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào. Dạ chào cô ạ. Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Phạm Thị Kim Thoa. Năm nay 52 tuổi. Đến từ quận 12. Dạ. 52 tuổi trẻ quá nha. Cô làm công việc gì ạ? Tôi ở nhà là nội trợ. Nội trợ. Đi chợ nấu ăn cho các con. Với ở nhà có thêm một công việc đó là làm may. May thời trang. May thời trang. Wow. Tưởng nó là may. Đúng Linh. Đồ này mình may á hả? Vâng. Đẹp cái quá. Này là của này không phải, này của mẹ tự may. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Chào MC, chào khán giả. Mình tên là Nguyễn Thị Minh Thanh. Mình làm nhân viên văn phòng, năm nay 25 tuổi. Mình làm dâu của mẹ được 4 tháng. Wow, mới có 4 tháng thôi. Dạ. Đừng có hỏi có tháng nào chưa nha. Mới có 4 tháng. Một cái khoảng đường nó cũng còn rất là ít ha. Vậy thì cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này đó, thì ấn tượng điều gì với cô con gái này? Ấn tượng đầu tiên gặp cô con gái, con dâu này đó, cô có 2 cái đồng tiền. Cô bước vô cô chào con chào bác. Cái tôi mới nói con đừng có chào bác, mai mốt con gọi bằng cô, đừng gọi bằng bác. Tại vì thích gọi bằng cô. Dẫn về nhà lần đầu tiên đến lúc cưới là cũng được 2 năm hơn xí. Yeah. Thì mới vừa cưới hồi đầu tháng 5. Con dâu đó, nó có rất nhiều cái giống tôi ngày xưa. Từ cái cách sống, cách vung vén, cách ăn mặc. Nói chung là từng cái đều giống mình, y như là giống như bản hay sao. Thực ra ấn tượng của em với mẹ là không phải lần đầu gặp mặt, mà là qua Facebook ấy. Tại vì trước khi em về ra mắt á, chồng em rủ về nhiều lần lắm. Anh rủ về mà em không chịu về, em sợ không rủ nữa. Cái anh lại kể chuyện của mẹ. Anh kể này kể nọ, có nghĩa là dẫn lối cho mình đi á. Xong một thời gian cái em mới nói thôi vậy giờ anh cho em Facebook của mẹ đi để em tìm hiểu trước ha. Em coi trước mẹ sao. Thấy cái vô Facebook các bạn mà tự nhiên mẹ nhắn mẹ hỏi ủa sao con kết bạn với cô. Kể lúc đó em cũng không biết làm sao hết. Thật ra giờ con mới thú với mẹ là con bịa chuyện á. Con nói là con cũng thích đi chùa, cho nên là con thấy cô đi chùa, con muốn làm quen. Cái là hai cô cháu có nói chuyện qua lại một thời gian mà em nghĩ là mẹ cũng biết, tại vì chắc là chồng em có cho coi hình á, xong mà không ai nói hết á. Tới hồi về ra mắt cũng không ai lật tẩy ai luôn. Mà cô có biết không cô? Biết chứ. Cô gõ vô trang cá nhân con trai á, biết hết. Nhưng mà cũng làm bộ thả thính. Làm bộ thả thính để xem con bé này nó ra sao. Dạ. Nó thả thính với mình như thế nào. Mẹ thì tuy là 50 mấy tuổi rồi, hơn U50 rồi, nhưng mà Facebook, Zalo gì mẹ có hết. Kiểu dạ. Coi như là tưởng nào không biết ha. Cũng như giả vờ thả thính giả vờ thôi. Hay, cái này cũng hay nha. Nhưng mà cái lần gặp đầu tiên nó khác gì cái lần gặp trên Facebook? Thật ra cái lần gặp trên Facebook á, mình có cái ấn tượng là mẹ nhìn dữ quá. Nhưng mà không dám nói. Nhưng mà lúc mà vô á, thấy mẹ cười, tự nhiên thấy mẹ hiền ra. Cái vô cũng chào, rồi để vô. Lúc đó ngại lắm, không biết làm gì. Cái mình cũng sợ, giống như là mấy cái câu chuyện mà đi về lần đầu tiên ra mắt rồi hậu đậu á. Cái mình cũng xuống để mà làm bếp, làm đồ. Nhưng mà hên cũng quá trình suôn sẻ. Mẹ thì được rất là tinh tế. Không có hỏi gì rất là nhiều về gia đình giống như những câu chuyện khác. Trên phim em hay xem á. Nhưng mà mẹ rất là nhẹ nhàng, mẹ cứ hỏi ăn đi con, giống như là bạn vậy đó. Ăn đi, rồi cũng hỏi học hành sao vậy thôi à. Trước á là cô con dâu này nè, cô ở với cậu trên Vĩnh Lộc á. Dạ. Mà mỗi một ngày cậu con trai đi làm á là phải chạy lên rước rồi đưa về rất là xa. Nói thôi con ơi, để cô kiếm cái phòng trọ gần gần đây, thì ở gần đây đi làm, hai đứa nó chở nhau đi làm, với hai đứa mình giám sát nó tiện hơn. Rồi mình chăm sóc nó luôn thể. Dạ. Gần thế là mới đi tìm cái phòng trọ thì cách nhà khoảng chừng hơn 100 mét à. Cái đó từ cũng dọn về trước khi cưới cũng cả năm á. Dọn về phòng trọ ở gần. Mặc dù tôi sống ở đất Sài Gòn này cũng hơn 30 năm rồi. Dạ. Tôi cũng thoáng lắm. Nhưng vẫn nhắc nhở con cái chuyện yêu đương á, mẹ mở bật đèn xanh, nhưng cũng phải cái gì ra cái nấy cho rõ ràng.
để còn có ông bà nữa. Ông bà ngoại vẫn còn nha. Ông bà ngoại rất là khó. Ông bà ngoại rất là cẩn thận vấn đề mà trước khi hôn nhân mà sống chung đó, ông ngoại cẩn thận, ngoại không có chấp nhận đâu. Cho nên cũng nhắc nhở các con thì nói chung rất là ngoan. Những cái ngày làm dâu đầu tiên á, em còn nhớ ấn tượng gì không? Bởi vì ở nhà trọ khác, về làm dâu nó khác. Ngày đầu tiên về thì em cũng dậy sớm để xuống phụ mẹ giống như mọi người á. Tại em cũng không biết là sao, sợ mẹ la. Tại hôm đó có ông bà ngoại, cho nên phải giữ ý giữ tứ, phải chịu khó dậy sớm một chút. À là được có ngày thôi hả cô? Xong đám cưới rồi là con cứ ngủ thả ra đi con. À. Ngủ đến khi nào mà con chuẩn bị đi làm trước 30 phút, dậy trước 30 phút rồi là chuẩn bị đi làm. Dạ. Một thời gian thì em với chồng cũng bàn, nói là thôi buổi tối á, em sẽ xuống nấu. Nhưng mà mẹ không chịu. Mẹ nói là nấu buổi tối nó nguội, sáng mang cơm đi không có ngon. Cái mẹ cũng dậy sớm mẹ nấu. Mẹ quen giấc á, mẹ dậy sớm được mà em dậy sớm không được. Hai vợ chồng đi làm thì đem cơm. Đem cơm mới trưa ăn. Yeah. Có sắm mấy bộ hộp mà giữ ấm á. Yeah. Thì nói chung là mẹ sắm mấy bộ là 3-4 bộ. Cứ ở nhà mẹ nấu cơm rồi là sáng nấu sớm rồi xong mới dậy cái lấy dở cơm đem theo ăn. Ừ. Có mẹ chồng lo vậy cũng ngon đỡ, rồi. Đỡ phải đi ra ngoài ăn. Mà cái vấn đề vệ sinh thực phẩm thì nó an toàn. Đúng nữa rồi. Vấn đề là em với mẹ hợp nhau nhiều không? Dạ nói chung là từ đó tới giờ là em vẫn chưa có thấy gì là không hợp hết. Tại vì cách ăn mặc hay là trang điểm hay mẹ chồng cũng kỹ như đơn giản á. Có điểm chưa hợp là gì nè? Muốn con dâu á là hơi sửa soạn lên chút, ăn mặc cho nó hơi lẹ lẹt một chút, điệu điệu một chút, nó đơn giản lắm. Thật sự mà nói á, đây là cái kiểu như là mình đã trải nghiệm nhiều rồi, mình biết từ cái cuộc đời bản thân mình là ngày xưa mình cũng cái sự mộc mạc đơn giản của mình quá, mình bị thiệt thòi. Dạ. Cho nên nó nhắc con, nói chung cái gì cái con biết chăm chút với bản thân con một chút. Mẹ cũng nhắc nhở mà mẹ cũng lo nữa à. Mai đầm rồi lần mai cho mấy cái, lần mai cho 2-3 cái đầm lần. Lần nói chung là mai kêu con cứ mặc đầm đi, ở nhà mặc đầm. Hoặc là đi ra ngoài đi làm mặc đầm, vẫn kêu, vẫn nhắc mà nó thích đơn giản. Dạ. Đi làm thích đơn giản, nhưng mà mẹ lại thích. Mẹ cũng may đầm cho em nhiều lắm. Mà em bận đợt lượt đầu, cái là lâu mới bận lại, là lúc đó trời mưa em mới bận. Tại vì trời nắng nó nắng quá. Em bận đi á, nó mang đầm bất tiện lắm. Sau 4 tháng làm dâu đó, thì em thấy rằng có mẹ có làm điều gì em buồn, hay là em đã nhận ra mình làm điều gì cho mẹ buồn chưa? Những lúc mà em có chớm buồn á, là chồng em giải thích cho em rồi. Tại vì chồng em nói là em không được buồn mẹ, không được hiểu lầm mẹ. Có cái gì mà khúc mắc á, phải hỏi anh liền để anh giải thích cho. Tại vì anh sống với mẹ lâu hơn em, anh sẽ giải thích cho em hiểu. Thì nhiều khi ảnh mà thấy mặt em biến sắc, cái là ảnh lôi lên phòng anh hỏi. Chớm buồn á hả? Dạ chớm buồn á. Anh hỏi em, hỏi sao vậy? Nên là nói tự nhiên mẹ la hay gì đó. Cái là ảnh lại nói hả, mẹ giải thích như vậy chứ không phải mẹ la đó. Mẹ cũng lay hoay làm công việc, xong cái kêu con vô nấu canh. Nấu canh bí xanh. Thường thường thì mẹ nấu á, thì mẹ sắt miếng dày dày vậy nè. Yeah. Để khi ăn không hết còn hâm lại nó không bị nát. Con chơi vô con sắc mỏng thế nè, cái đó nấu kiểu đó là ăn một lần thôi chứ còn hâm lại là nát. Dạ. Cái xong bây giờ thấy sắc, ủa sao con sắc mỏng như con không? À con sắc gì quen rồi mẹ. À thôi mai mốt con nhớ sắc dày hơn chút. Dạ. Đừng sắc mỏng vậy mà có hâm lại lần nữa là nát bét đó. Dạ. Rồi chỉ nói vậy thôi. Thì nói chung cái gì mà không hài lòng là nói liền. Dạ, đúng nhắc rồi. Nhở liền, nhắc nhở để dạy cho con nó biết. Chứ thật sự tôi không có giận ai lâu mà để bụng lâu, kể cả con trai vậy nữa. Cậu con trai nhà đôi khi cậu công việc cậu nhiều, cậu hay bị stress, cậu quạo, cậu cọc tính lắm. Cho nên làm đôi khi cũng làm cho mẹ buồn. Lúc mà mẹ với con trai mâu thuẫn thì ai là người giảng hòa? Lúc chưa có con dâu á, mà mâu thuẫn á, thì là mẹ thôi, không nói nữa. Yeah. Không, cứ quăng cục lơ đi. Giận ảnh kia nọ nhưng mà giận mình vẫn cứng rắn là con nói là vậy, nhưng mà như vậy là mẹ không chấp nhận. Nó là con, mẹ không chấp nhận như vậy. Rồi khi mà có con dâu về thì có khác không cô? Có con dâu về, hai mẹ con mà giận nhau thì con dâu làm làm quà. À. Năn nỉ. Cũng đỡ quá hả? Dạ. Sau 4 tháng làm dâu á, con đường cũng còn nó mới thôi. Dạ. Thì mình có rút ra một kinh nghiệm nào đó để chia sẻ với con dâu, để con dâu làm tốt hơn cho mình không? Có, muốn con dâu á, nó gần gũi, nó khăng khít cho mình hơn. Tại vì tôi có hai cậu con trai, không có con gái.
Cho nên con dâu cưng cũng như con gái, thậm chí cưng nó còn hơn con của mình hiện giờ nữa. Thật sự, mặc dù mới cưới 4 tháng nhưng mà tôi cưng nó từ hồi cách đây 2 năm rồi. Từ ngày đầu đã biết là đã cưng nó từ ngày đó tới giờ. Muốn gần gũi gắn kết hơn ha. Tức là em mới tâm sự với mẹ ha, đúng không? Em thì đi làm nhiều, tối cũng hay mệt á, kể em coi tivi với mẹ xong rồi em lên phòng em nghỉ thì tự nhiên thời gian đi làm nhiều hơn thời gian ở nhà với mẹ. Nhưng phải dành thời gian tâm sự với mẹ dạ. nhiều hơn nữa để xem chồng em sẽ nói điều gì nha. Dạ. Con là một người nóng tính. Khi có một việc gì đó nó nằm ngoài cái mong đợi, nó nằm ngoài cái suy nghĩ của con, cái cảm giác khó chịu trong con nó rất lớn. Nó giận đến mức không kiềm chế được, dẫn đến những việc, những hành động, những lời nói không hay, khiến cho mẹ buồn, mẹ không vui. Mẹ là một người mẹ rất là tuyệt vời. Với con, mẹ đã dành tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc con, để dạy bảo con và cho con cuộc sống gia đình tốt đẹp ngày hôm nay. Cảm ơn em vì đã lấy một người sâu tính như anh. Em rất biết cách chia sẻ, em rất biết cách kiềm chế anh. Em cũng là người vợ rất biết cách phổ béo anh. Một lần nữa, con xin cảm ơn hai người phụ nữ yêu thương của con rất là nhiều. Lần nào mà anh làm mẹ buồn, anh cũng kể em hết á. Em cũng nói vậy giờ làm sao á. Cái là anh về ôm mẹ, hôn mẹ cái, rồi để năn nỉ mẹ. Thì hồi đó vậy, sau kiểu như có những cái mà ảnh mà khi mà cái luồng suy nghĩ của ảnh mà bị rối, giống như kiểu sóng điện mà nó bị rối một cái là tự động ảnh không thể suy nghĩ được gì hết. Ảnh suy nghĩ phải nó một có một cái logic nhất định mà làm cho ảnh rối, phải để cho ảnh bình tĩnh 5 phút tự động ảnh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà mẹ thì cứ dồn dập tới vậy đó. Là ảnh sẽ bị rối, mà lúc đó rối thì ảnh không biết làm gì, ảnh bỏ đi. Mà kiểu như mình bỏ đi thì mình hay có những cái thái độ cho nó hả giận á anh. Cho nên là mẹ không thích những thái độ đó. Hôm nay muốn nói gì với chồng mình? Từ xưa giờ là em có nói rồi, thì anh đang cố tập dần. Em cũng mong là ảnh với mẹ là cũng sống hòa thuận hơn. Tại vì thật ra là mạng thủy với mạng hỏa khá là khắc. Rồi, cảm ơn hai mẹ con rất nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Sắp tới con sẽ cố làm con gái của mẹ chứ không phải làm con dâu của mẹ nữa. Mẹ vẫn xem con như con gái mà từ đầu tới giờ mà. Làm con gái hơn chứ. Hay dạ. quá. Con cố gắng sẽ làm con gái của mẹ dạ. Hay quá. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho gia đình mình nữa là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn MC, cảm ơn những diễn giả. Đó giờ nhà con không có nuôi con gì hết á, con không có biết làm. Từ từ biết. Nói chung á, nuôi heo thì mình cũng mướn người ta nuôi chứ mình không có nuôi. Mình nuôi nhiều không? Dạ nuôi cũng mấy trăm con lắm. Đi siêu thị thì lựa cho chán chê, có những cái mình không dùng mà vẫn mua. Không về nhà cái gì cái là giờ em làm của mình em à. Kiểu như em giờ em không thích kiểu hoang phí á. Mẹ con em chỉ là được cái là ví dụ hôm nay không cần thì sau này cũng sẽ cần. Thôi thà cứ có còn hơn không. Mà tội vạ về gọi em đai em không.